chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn Năng hiện tại đang có mặt tại Bãi Dài. Tôi xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại Nha Trang. Và sau lưng Tuấn đây đang có một cái mặt bằng của Tuấn đây. Để Tuấn quay cho mọi người xem nhé. Đường 23 tháng 10 này. Đường 23 tháng 10. Hướng này hướng đi đến trung tâm thành phố. Còn hướng này đi về Diên Khánh. Kia là ngay cổng trần Nha Trang. Đây chính là mặt bằng này. Mặt bằng là thuộc là cái gara, hiện trước là gara này. Bên cạnh là chợ Phan Đình Trung. Đây thì sao? Đây Tuấn tổng thể có 3 cổng nhé. Và Tuấn mở tổng mặt bằng này có diện tích là 400 m². Và đây và trong đấy có thổ hết rồi nhá. Trước ở đây là cho làm gara ô tô và hiện trạng bây giờ là Tuấn đang để trống này. Về chỗ này rồi do chưa không có người sử dụng lâu rồi nên thành ra giờ nó bị rác ở người ta bán hàng rong ở ngoài kìa, người ta để lại gió thổi vào. Thì mặt bằng này thì được ngay ở chỗ đường 23 tháng 10 nên là thành ra rất tiện để kinh doanh. Chỗ này mình rất rộng nên mình có thể tha hồ mà kinh doanh để làm kho hoặc là làm có thể kinh doanh gara ở đây. Và hiện tại Tuấn đang bán lại miếng này, căn này nhá, mặt bằng này nhá, với giá là 35 triệu một mét. Và đặc biệt nhá, thì miếng này này trước mặt là đường 23 tháng 10 rồi, dọc đường chính của Nha Trang rồi. Thì đây sau lưng này này, cái phía đằng sau này này sẽ quy hoạch thêm một con đường rộng 20 m nữa. Và nhưng cái con đường 20 m đó nó không vào đất mình bao nhiêu cả, nó chỉ vào một xíu xíu thôi, nhưng đó là phần lề. Thành ra sau này anh chị sẽ có thêm một phần lề ở ngoài đằng sau này nữa, thành ra sẽ là hai mặt tiền đây, một cái mặt bằng. Và đây, nếu anh chị nhà đầu tư nào muốn quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ Tuấn ngay qua số Zalo ở phía trên màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả. Tuấn xin cảm ơn.